xong rồi cái nó qua cái cổ À rồi. rồi đó là bị luôn cái cổ bị luôn. Sáu hay 17 là khi cái bàn nặng nó Rồi. mình sắp lên là nghe cái lưng nó nhói Rồi, rồi nhớ nghe ra đi chụp hình thì không hồi bác sĩ Mỹ nó chỉ nói là không bình thường thôi mà không phải mổ sao đi chụp hình đi tiếp ra rồi khoảng chừng đi chụp lý trị liệu đi ra massage thì bởi vì có những cái phương pháp đó thôi Đúng rồi. thì nó đã đỡ chút xíu thì khoảng một tháng sau là bị cái xe phía sau xe hơi nữa. Đèn đỏ như nó đậu không biết sao mà nó cũng cái một chút xíu thôi Cái cái cụm bắt liền cái đầu nó lên cái lưng xong rồi cái nó qua cái cổ à rồi rồi đó là bị luôn cái cổ bị luôn tới bây giờ hiện tại bây giờ là khó chịu gì nhất cái cổ khó chịu vô cùng cái lưng rồi cũng vậy thôi à. cũng bị làm cái cổ không bây giờ cứ nghiêng về bên này là nó nghe cái cục cái đó nó kêu hai ba cái luôn Mà mà giờ cứ bên này không là để bên này thì nó không kêu mà nó à. cứng cái cổ vô cùng Rồi em xích qua đây chút có đi khai thác định ở bên đó chỉnh xương rồi chỉnh ok định xương thương rồi nha rồi bây giờ em nghiêng cái đầu qua đây em mới nghiêng rồi giờ nó kêu ngưng lần dạ kêu lần này à, kêu lần khoảng chừng một cái tiếng sau nó ok kêu tiếp được rồi rồi xây này cái này tốt xây này ok mấy đây dạ mà sao nó cứ kêu hoài mà để nó kêu cho vui cho nó nhức hoài nó làm khó cái chịu gì lắm cái thằng khó chịu cái gì nó cho nó vui cái này dùng vào đây nó dùng lên không có hai lần đây này bỏ xuống một chút rồi đó hai cái này đi cho chậm đi nha đó được rồi rồi tay này hai tay này ok tay kia không ok rồi ok rồi bây giờ lưng cổ bây giờ đi đứng làm sao đi đứng thì bình thường ngồi xuống đứng dậy thì bình thường dạ nhưng mà cái chân nó bị tê nó bị L4 hay L5 gì đó rồi nó bị chèn cái đệm gì đó dạ. Rồi nó chèn là nó làm cho tê hai cái chân từ đây rồi để xuống đây được rồi tay cũng bị tê luôn nhưng mà tay thì bớt tay cũng nhẹ nhàng thôi rồi làm cái tay này qua đây rồi tiếp như thế anh đúng anh hồi xưa giờ có làm cái món này chưa? Cái này cũng có chưa phải không? Để cổ nhưng mà chưa có làm món này phải không? Là mềm mềm để đỉnh đầu đó thả lỏng gì đó đúng giờ đã yếu đúng không? Rồi quay qua luôn đây rồi sao thì châm cứu bầm hết vậy nè thì châm cứu nè
Rồi, nằm xuống. Nữa, đây mới chưa đủ. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186-688 hoặc 0983-581-652.